Xin chào các bạn. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis à Cannes, en face de Cannes. C'est la ville très connue à Côte d'Azur. Đây là một thành phố biển của Pháp nổi tiếng về liên quan phim quốc tế. Có cái tên gọi là Cannes. Thành phố Cannes có một đại lộ chạy dọc theo bờ biển với những bãi biển đầy cát mịn. Ở đây có các cửa hàng và những căn nhà rất là sang trọng. Có một cái tòa nhà dành riêng cho những cái liên quan cũng như là liên quan phim gọi là Thảm đỏ Cannes, rất là nổi tiếng và được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Nhưng năm nay thì được tổ chức vào tháng 7 là do dịch Covid. Cannes bao gồm đảo Lindelera của vùng này được gọi là Côte d'Azur. Thành phố gắn liền với truyền thuyết về Thánh Honorat là người đàn ông đeo mặt nạ sắt ở trên đảo Legan, ở ngoài khơi vịnh của Cannes. Đối diện với mình có rất là nhiều khách sạn rất là nổi tiếng và sang trọng, cũng như là khách sạn có tên gọi là Martine, Carlton, Majestic, Grand Hotel, hoặc là Marriott, hoặc là Radisson Blu, Palazzo. Đó là những khách sạn rất là nổi tiếng. Thành phố có rất nhiều dinh thự nghỉ dưỡng của các quý tộc Anh và Nga, các khách sạn dành cho khách du lịch giàu có ở trên nhiều nước trên thế giới. Nó tạo thành một di sản kiến trúc của thành phố Cannes. Các ngành công nghiệp tiên tiến, có một cái sân bay nhỏ kinh doanh ở đây, có một số cảng và một cái trung tâm hội nghị để neo đậu trong cái cảng này. Thành phố biển Cannes là cái khu nghỉ dưỡng bên bờ biển được biết đến trên toàn thế giới với liên quan phim và liên quan du thuyền và các cung điện dinh thự rất là sang trọng. Thành phố rất là đẹp cũng như là tranh vẽ, thì di sản kiến trúc phong phú cũng như là khách sạn Carlton được liệt kê vào di tích lịch sử vào năm 1989, và khách sạn Majestic và khách sạn Martine cũng được liệt vào danh sách là di sản văn hóa chung của thành phố ở đây. Nói chung là thành phố Cannes rất là nổi tiếng về liên quan phim quốc tế. Thì ở đây được tổ chức vào tháng 6 hàng năm trong 12 ngày, đặc biệt là lễ khai mạc thảm đỏ. Vào giữa tháng 5, có hàng nghìn nhà báo và các nhà làm phim đến thành phố Cannes này để dự buổi trình chiếu diễn ra tại các cái nơi rất là quan trọng cũng như là Palais de Festival, lễ hội tạo ra để trao giải thưởng cho bộ phim hay nhất, hoặc là đạo diễn xuất sắc, hoặc là các diễn viên chính xuất sắc nhất trong các cuộc thi phim quốc tế, và cũng có một số giải thưởng khác cũng như là các chuyên gia, nghệ sĩ hoặc là trí thức gì đó. Thì liên quan phim là rất là lớn ở đây. Thì ngoài cái liên quan phim thì cũng có liên quan thuyền diễn ra hàng năm vào tháng 9 trong 6 ngày. Thì có tất cả các loại thuyền của nhiều nước đến đây để tham dự. Voilà, c'est tellement beau ici. Ở đây đẹp quá các bạn ơi. Đẹp kinh khủng luôn. Có những chiếc tàu to thiệt là to. Chiếc tàu của mình không hơi hám gì cả. Rất là đẹp ở đây. Ở đây là những cái tàu này gọi là tàu thuyền buồm, còn bên đây là tàu lớn, là loại khác nữa. Thuyền buồm thì các bạn sẽ không có phải tốn xăng, nhưng mà ở bên đây thì tốn lắm nha. Mỗi lần đi ra khơi là rất là nhiều, chỉ chạy trong trong một tiếng thôi là có thể 50 lít hoặc là 100 lít xăng đó. Ở bên đây là thuyền buồm rất là đẹp. Đây là chiếc tàu cho những người đi du lịch vòng quanh ở khu vực biển. Đó.
cho nó giống như xe buýt vậy đó các bạn. Đó, ở đây nè, ở đằng xa đó có những cái chiếc tàu để những vuông vuông tròn tròn nhọn nhọn đó các bạn, đó là pháo bông đó, thì họ sẽ đốt tối nay ở thành phố Cannes. Ở đây là một chiếc helicopter đang đáp xuống, chiếc máy bay nhỏ đang đáp xuống. Cái này là những người mà ở từ bên bên xa thông bên, họ bay qua đây chỉ 15 phút thôi các bạn, là họ bay từ bên kia qua bên đây. Thì máy bay này tiếng Việt gọi là trực thăng. Đây là một cái sân bay nhỏ cho những chiếc trực thăng có tên gọi là Suke, được lắp đặt ở cuối cầu cảng gọi là Vieux-Port. Thì ở đây nó có những cái chiếc phà liên kết từ thành phố Cannes đi tới đảo gọi là L'Île de Léra, hoặc là đi tới thành phố biển có tên gọi là Saint-Tropez vào mùa hè. Thì ở đây có tới 3 cái bến tàu lận các bạn. Thì cái bến tàu này có tên gọi là Cân Tu. Ở đây là cửa của bến tàu ở thành phố Cannes. Đó. Và những người khác bắt đầu đi lên trên chiếc máy bay này và bay ngược lại. C'est des belles filles, hein? Des riches. Voilà, ils ont pris les clients et voilà, ils sont partis. Voilà, bắt đầu họ bay đi. Bye bye, bye bye, bye bye. Super. C'est un grand catamaran, super grand. Một chiếc tàu gọi là catamaran. Cannes là thành phố đắt đỏ nhất về giá bất động sản cao cấp, với 15.000 euro cho mỗi 1 mét vuông. Với những nghịch lý này khiến cho Cannes trở thành một thành phố tự do khó tìm chỗ để cho những người dân ở. Điều này dẫn đến sự di chuyển của người dân sang các vùng lãnh thổ khác ở lân cận và dẫn đến sự xuất hiện của người lao động ở nước ngoài trong thành phố. Với khí hậu ôn hòa ở đây, thành phố Cannes được xếp vào hạng là khu nghỉ dưỡng và về sức khỏe, được trang bị cơ sở hạ tầng đảm bảo dễ dàng và tiếp cận, và là nơi tổ chức các hội nghị, lễ hội quốc tế. Thành phố có 100 khách sạn ở trong trung tâm, trong số đó thì phân loại từ 4 sao trở lên, bao gồm các khách sạn nổi tiếng, cũng như là lúc đầu mình nói đó là khách sạn Martine, Carlton, Majestic, Grand Hotel, hoặc là JW Marriott, hoặc nhưng mà là lúc đó mình đang đứng ở trên bờ và bây giờ là mình ở trên thì các tàu. Bạn thấy cái những chiếc tàu ở đây rất là to ấy. Và đẹp, nhưng mà những chiếc tàu này giá rất là kinh khủng các bạn ơi, mình cũng không tưởng tượng được đâu. Thì cái thành phố này nó có tới 3 cái sòng bạc và nhiều cái khách sạn rất là nổi tiếng từ 4 sao trở lên. Thì ngoài liên quan phim thì có liên quan âm nhạc. Nó được diễn ra giữa tháng 12 do đài truyền hình của NRJ kết hợp với đài truyền hình của TF1, thì thực hiện những cái liên quan ở trên đài truyền hình rất là nổi tiếng. Thì khu vực này vào mùa hè trời rất là ấm và nóng, thì cái số giờ trời nắng đó là 2.748 giờ trên một năm và đạt đỉnh là 355 giờ vào tháng 8. Thì thành phố này cách
Mặt Tây là 136 km, cách thành phố Nice là 27 km, và cách nước Monaco là 38 km, và cách thành phố Saint-Tropez là 43 km, và cách biên giới nước Italy Ý là 49 km. Các bạn có thể đến thành phố với bất cứ các phương tiện nào, cũng như là đi xe lửa, xe điện, xe tàu điện, máy bay, xe hơi, hoặc là xe mô tô, xe đạp, nhân dân, tất cả các bạn đều có thể đến đây được, tại vì thành phố này rất là rộng mở và đón chào các du khách. Ở trong cái khu này nè các bạn, là những người đẹp mà họ đến đây để tổ chức những cuộc festival thảm đỏ đó các bạn, ở đây nè, ở phía sau khu vực này đó. Còn đây là casino, nơi để chơi chơi những cái trò chơi, chơi bài đó. Còn đây là khách sạn Splendid, rất là lớn và rất là đắt tiền. Đây là Douai, Douai rất là lớn. Thì mỗi khi đến đây mình rất là thích đi ngắm những chiếc tàu ở đây các bạn ơi. Những chiếc tàu ở đây nó to kinh khủng lắm, có chiếc tàu lên đến 200 triệu euro. Rất là đắt luôn. Mình không thể tưởng tượng được, và những chiếc tàu này quá đẹp. Thì mình thích đi ngắm những chiếc tàu này lắm đó các bạn ơi. Bạn nào thích thì vào đây xem tàu với mình ha. Những chiếc tàu kinh khủng, và những chiếc nhỏ nhỏ nhiều khi cũng giá cũng không có dễ chịu chút nào. Là ici c'est la petite Jade. Cô gái tên là Jade, rất là đẹp. Elle est magnifique. Elle a tout de taille de guêpe. À, cô bé này đang thử lái tàu này. Xin chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và xem video thật là thư giãn và thoải mái nha. Xin chào. Au revoir.